Sau khi làm cái clip hướng dẫn các bạn cách để mà tìm thông số cũng như là thay thế diode đó, thì cũng nhiều bạn quan tâm, thì hôm nay mình lên thêm một clip nữa hướng dẫn các bạn cách để mà mình thay thế con tụ tụ điện nha các bạn. Và một số lưu ý thì tụ điện trong mạch đó, thông thường nó chỉ có hai loại thôi các bạn, tức là tụ phân cực và tụ không phân cực nha. Thì đối với tụ phân cực là lúc nào ở trên tụ nó cũng sẽ có cái dấu gạch này, và ở trên thân tụ nó có để dấu trừ nha các bạn, tức là cái nguồn âm nha các bạn, còn phần còn lại là nguồn dương đấy. Đối với tụ thì đa số là nó sẽ là như thế nha, trừ một số trường hợp đặc biệt đó, thì tụ người ta giấu các bạn, người ta không có để, hoặc người ta xé áo thì ra nè đấy. Thì tụ có hai loại thôi, đối với trong mạch điện thông dụng, các mạch điện âm thanh thì tụ chỉ bao gồm hai loại thôi các bạn. Như đây thì mình zoom cho các bạn xem, thì đây là tụ điện không phân cực. Thì đối với các tụ không phân cực, các bạn để ý không, là nó ở trên cái bản thân con tụ nó sẽ không có để cái hiệu âm dương, thì cho nên là mình sẽ không cần phân biệt âm dương, các bạn hàng bất kỳ cái đầu nào cũng được hết. Thì thông thường ở trên mạch cái mạch âm sắc các bạn, cái tụ không phân cực nhiều nha, chỉ còn cái mạch các cái mạch điện cái mạch công suất thì nó ít tụ điện không phân cực hơn, đa số là sẽ dùng tụ điện phân cực giống thế này nha các bạn, đa số là tụ điện phân cực nha. Đây tụ điện không phân cực thì nó chiếm cái số lượng ít thôi đấy, tùy mạch nha các bạn. Và đó với cái tụ điện không phân cực, ở đây mình có một con tụ điện không phân cực này các bạn, đây các bạn sẽ thấy cái số, để mình lấy nét lại đây, các bạn sẽ thấy cái số tụ nha, đấy 222 nha các bạn, 400 V. Thì cái sức chịu đựng tối đa con tụ là 400 V, còn 222 là cái chỉ số nha. Thì đối với cái tụ này, cái tụ không phân cực thì đa số là người ta sẽ để luôn cái chỉ số ở trên cái thân con này nha các bạn đấy, cho nên là rất là dễ phân biệt nha. Còn đây các bạn để đây, đây cũng như thế nha, 103 nữa các bạn. Đối với các cái tụ mà nó không có để cái số điện áp chịu đựng thì thông thường ấy, thì cái mức mức điện áp chịu đựng nó rất là lớn nha các bạn. Thì một số lưu ý mình để các bạn thay thế tụ điện thì nó rất là đơn giản thôi các bạn. Như đây mình có một con tụ nha, 63 10.000 microfarad. Thì khi mà thay thế con tụ á, cái chỉ số microfarad mà đối với các cái tụ lớn các bạn không cần quan tâm nhiều đâu nha các bạn. Nên các bạn thay cao hơn cũng được, thay thấp hơn cũng được, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu năng hoạt động của cái mạch điện nha. Đây là thông thường thì các cái bo mà có chỉ số điện dung khoảng tầm từ 2.200 microfarad tới lên đó các bạn, UF á, thì nó đều là tụ lọc nguồn nha. Cái chỉ số tụ lọc nguồn nó càng cao càng càng tốt nha các bạn. Nhưng mà khi mà cao á, thì các bạn cái dòng khởi động ban ban đầu nó rất là lớn, cho nên là cái cầu chì các bạn phải to nha, và cái diode nguồn các bạn nó phải to và đủ dòng. Chứ còn thôi là các bạn bật công tắc lên nó sẽ đứt cầu chì do cái dòng nạp đầu quá lớn nha, thậm chí có trường hợp nó sẽ hỏng luôn cái biến áp của mình nha. Thì cái thông số chú ý quan trọng đầu tiên nhất luôn đó là cái cực tính của tụ nha các bạn. Đây các bạn thấy cái vạch âm nè, đó là cái tụ phân cực nha, mình phải chú ý đặc biệt đến cái cực của tụ nha các bạn. Cái bên nào có dấu gạch đó, nó sẽ là cực âm, và cái bên nào không có nó sẽ là cực dương. Các bạn đấu vào nó sẽ nổ nha, con tụ to to như thế này là khi mà nó nổ như bom luôn các bạn, nó gây phỏng nha, thậm chí là mù mắt nha. Cho nên là các bạn cần lưu ý tới cái cực tính, cái cực của tụ, và quan trọng nhất cái điều mà các bạn phải quan tâm ưu tiên hơn hàng đầu nha. Cái thứ hai là cái mức chuyển điện áp chịu đựng của nó. Đây cái con này chịu đựng 63 V, thì các bạn có thể lấy cái tụ, các bạn có thể thay thế cho cái nguồn nhỏ hơn, nhưng mà các bạn tuyệt đối không được gắn vào các cái nguồn mà có cái mức điện áp lớn hơn cái mức 63 điện áp này, 63 V này đấy, nếu không nó cũng vẫn sẽ nổ nha. Nếu mà nó hơn ít thì nó sẽ bị phù, dùng lâu nó sẽ phù. Đây là một con tụ nữa các bạn, như con này là có mức điện áp chịu đựng là 80 V nè các bạn. Thì mình có thể sử dụng dưới 80 V nha, mình cũng không nên sử dụng ngang bằng 80 V luôn nha các bạn, mình không nên sử dụng bằng nha, mình chỉ được phép sử dụng là thấp hơn thôi. Bạn sử dụng bằng thì tụ nó sẽ không có bền đấy. Như cái tụ này mức điện áp chịu đựng nè 22.000, nhầm, cái mức điện dung là 22.000 microfarad nha. Còn và cái chỉ số nhiệt độ có tụ có ghi có tụ không các bạn, à, như tụ này cũng có nè, nhưng mà có tụ không ghi cho cái điện cái nhiệt độ chịu đựng luôn nha. Cái này các bạn cũng không cần quan tâm lắm đâu, tại vì nói chung trong mạch điện thì nó không quan trọng lắm đâu các bạn, không có cái mạch nào mà các bạn nó
nóng đến 105 độ C đâu. Nói chung mình không quan tâm là trọng lắm chỉ số này nha. Quan trọng nhất là cái cực tính của tụ và cái mức áp chịu đựng của tụ thôi. Đấy là tụ phân cực nha các bạn. Còn về tụ không phân cực thì nó lại khác nha. Cái tụ không phân cực thì cái mức áp chịu đựng thông thường nó sẽ cao hơn là rất nhiều so với cái tụ so với tụ phân cực nha các bạn. Nhưng mà các bạn để ý này. Đấy, cái số 22 các bạn thấy không? Thì cái đây là cái chỉ số điện dung của tụ nha. Thì các bạn phải thay thế nó đúng nha các bạn. Tại thông thường cái tụ này thì nó là tụ liên lạc ở trong cái bo nó lọc tần số các bạn. Và nó nói chung nó lọc tần số nha. Trong các mạch dao động nguồn thì nó quyết định luôn cái tần số dao động của nguồn. Còn về các mạch âm sắc thì nó quyết định cái âm hay âm dở các bạn. Cho nên các bạn ở đây thay thế đặc biệt thay thế đúng cái chỉ số này nha. Các bạn không có được thay thế khác chỉ số nha các bạn. Đây. Như con này 103 nè thì các bạn bắt buộc phải tìm cái con tụ 103 các bạn thay thế vào nha. Chứ mình không có nên thay thế 104, 105 nha các bạn. Như con này 22 nè. Đấy. Thì đây là một số lưu ý đặc biệt thôi các bạn. Nói chung năm nay lại thì quan trọng nhất á, thì vẫn là cái cực tính của tụ nha. Các bạn thay nhầm vào nó sẽ nổ nha các bạn. Đấy. Thì còn cái vấn đề mà chỉ số thì có quá đơn giản rồi, nó in sẵn lên bo luôn rồi. Đấy. Còn về cách đo tụ điện thì mình sẽ làm một clip sau nha các bạn. Nó dài, clip dài quá nhiều bạn lười coi các bạn. Lấy làm kết thúc tại đây nha các bạn.